Chào bà con nông dân quay trở lại với kênh Xuân Nông TV. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con một giống lựu mới của Ấn Độ. Thì giống này cũng đang nhập khẩu và nó đang có giá trị kinh tế rất là cao Việt Nam. Thì hồi sáng tôi đi mua cái trái này giá tại cửa hàng là 500 ngàn một ký. Còn giá tại vườn thì hiện tại thì tôi chưa thấy cái vườn nào giờ gần ở chỗ tôi nó bán hết. Cho nên là tôi phải vô cửa hàng chuyên bán trái cây để đi mua trái này. Thì để tôi review cho bà con cái thử xem cái lựu Ấn Độ này nó như thế nào. Thì cái trái này hồi sáng tôi mua là 600g, một cái lựu của nó là 600g và gần 300 ngàn trái này. Thì công dụng của lựu thì nó có rất nhiều công dụng. Thì bà con lên mạng thì bà con search công dụng của lựu thì bà con biết nó rất nhiều và đặc biệt là nó rất tốt cho phụ nữ. Thì cái cây lựu này hiện nay á, mình công ty mình thì nhập của nước ngoài về. Rồi cái chiều cao của nó thì nó khoảng tầm 1m2 cho nên là bắt đầu thu hoạch trái rồi. Cái tuổi thọ của nó thì trên 20 năm. Lựu này thì nó cũng đặc biệt là nó rất là thích nắng. Nó càng nắng thì nó càng tốt. Nó chỗ nào mà ưa nắng, nó chỗ nào mà nắng nhiều là nó phát triển tốt thôi. Từ mà 35 tới 37 độ là nó rất là thích. Cho nên là cái cây này cần chỗ nào có nắng nhiều. Và cái mật độ mà bà con trồng á là khoảng 3 mét một cây. Đó. Thì trên website caygiongcanthơ.vn thì bà con tìm kiếm cái cây lựu Ấn Độ trên cái website đó. Thì trên đó mình có những cái bài viết về kỹ thuật trồng cái cây lựu Ấn Độ này và cái video clip hướng dẫn về cách trồng cái cây lựu này trong từng giai đoạn, thì nó mình nên bón phân gì, xử lý đất như thế nào và nó có những cái bệnh nào thường xuyên xảy ra, thì trên đó mình cũng có hướng dẫn cách bà con xử lý thuốc như thế nào. Để mình ăn thử cái trái lựu này xem. Chiếc lựu Ấn Độ trong thì nó gần như màu tím nha bà con, đỏ đô, màu rất đẹp. Cái này mà đem lên ép nước thì màu đẹp. Quá đẹp. Quá trời đẹp. Nó ngọt hơn lựu thường, thơm hơn, ngọt hơn. Rất ngọt. Nếu mà bà con quan tâm tới cái cây giống lựu Ấn Độ này thì hãy đến cửa hàng Xuân Nông tại địa chỉ 352C đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc truy cập vào website caygiongcanthơ.vn và tìm kiếm sản phẩm lựu Ấn Độ trên website đó. Trên đó sẽ có đầy đủ thông tin để hướng dẫn bà con. Xin hẹn gặp lại bà con trong những video kế tiếp.